Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum. Ngay bây giờ là 1 giờ 17 phút sáng ngày 25 tháng 6 năm 2023. À, vừa rồi thì cũng nhắc lại thôi nha. Ok. Mình nhắn là mình sẽ làm một video về Ethereum và một video về Bitcoin cho bạn trong đây. Chỉ có cái nền tảng này nha là bạn có thể vào chạm với mình. Ok. okay. Mình tất cả những gì mình làm mình sẽ nhắn ở trên đây cho bạn. Nhảy vô luôn. Thì vừa rồi á, về đếm sóng thì mình đã xong sóng số 1, sóng số 2 là sóng hồi, sóng số 3. Ok. Và mình đang ở sóng số 4. Ok. Sóng số 4 có thể, có thể phân tích là nó đã kết thúc ở đây. Và sóng số 5 ở đây cũng là đủ để cho nó kết thúc là sóng số 5. Thì ngay bây giờ mình có thể là đếm là 3 sóng hồi xuống là 1, 2, 3. Ok, 3. Nhưng mà nó chống đầu tiên nó phải chống ở trên nó là 1800 nó phải trống ở 1 nó phải chống ở 1820 820 nó phải trống ở 1.820 hoặc nghe nó phải trống ở, à, ở đây ít nhất là phải trống ở đây 1.690 sau đó bay lên nha sau đó là tạo những cái sóng đi lên tới 3, 3 000 3.000 1 đồng Ethereum nhưng ít nhất tệ lắm nó phải trống ở 1.690 để mình vành nó lại cho bạn luôn Ok đây là con số. Ok, nếu mà nó tụt ở đây thì nó xuống tới đây lại này, có thể xuống tới đây lại. Ok. Và cái trend line màu đen này, ok thì là một cái cái trend line bạn có thể nên quan tâm là nếu mà nó cắt ngang thì rõ ràng cắt xuống thì rõ ràng bạn bạn biết là cái xác suất là xuống xuống và xuống. À uh, Ethereum ngay bây giờ vẫn yếu hơn Bitcoin nghe nó yếu hơn Bitcoin. Uh, Bitcoin đang dẫn đầu cái thị trường này. Hoặc cái phân tích của mình á là chỗ này là 4 này là 5 đúng không? Hoặc đây là sóng 4 tiếp tục xảy ra nghe xảy ra và nó có thể xuống tới những con số này nghe xuống tới những con số này chứ để để ở đây, để đây thì ha có thể xuống tới những con số này nhưng mà nếu mà nó vẫn còn nằm ở trên được 1820 ok thì cuối ngày chủ nhật thứ hai nó bay nó bay lên ok bay lên để nó cắn những cái con số ngon lành hơn giống như là 1965 0965 à, 2.000 lẻ hai hai mươi sau đó là sẽ có ba cái sóng hồi một hai ba mình bắt đấy cái sóng hồi mình mua vô để mình lên mình chốt cái con cái con kế tiếp. Ok, cái đó là công thức mua vô bán ra. À cứ xuống mua, lên bán. Ok. Thì sao mình biết nha là sao mình biết là nó sẽ trống ở đây hay là nó xuống tới đây là Ok thì à, cho một ví dụ giống như đây. Cho là nó xuống tới 1820 ở đây ở đâu đây đi ha. Nó cứ đi ngang 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 nó không xuống được nữa, ngang. Và nó có cái, có là cái, cái, coi những cái nến một giờ nó có cái tín hiệu lên chút xíu, lên chút xíu, lên chút xíu, thì mình biết, ok, nhìn vô cái chart mình biết giống như ở đây, ngay bây giờ là nó lên cũng không được vừa rồi, lại đây là cái sự đẩy đưa của cái ETF, cái future ETF, xong rồi nó hồi xuống lại và nó đi ngang giống như uh, những cái giờ trước đây của nó, đây, ở đây, nó cũng giống như ở đây, thì nó lên câu chuyện là nó, nó khờ, ok, ngay bây giờ không ai mua và bán gì hết á, ok, chỉ xuống lên, xuống lên thôi, ok à, thì xác suất là thứ bảy và chủ nhật thì nó thường thường là nó nằm trong cái sóng số 4 ok thì ngay bây giờ là có thể là đây số số 4 và cái thứ hai nữa nó cái sự mà xuống đó, nó chưa có đủ cái sự xuống này của nó cũng khá là giống như số số 2 thôi à ok còn ít hơn số 2 nữa nhưng mà đáng lẽ là sóng số 4 thì nó xuống phải sâu hơn thì có thể là nó xuống thêm chút xíu nữa ok rồi số 5, 5, 5, 5, 5 sẽ sẽ bắt đầu thì cái đó là cái xác suất mình thấy nó nó cao hơn ok và lúc mà số 5 bắt đầu thì mình sẽ cắn những con số này sau đó mình có 3 cái sóng hồi một hai bắt đáy của cái cuối cùng ba cái sóng hồi mua lên để lên những con số ngon lành hơn là 3 uh, ngàn hoặc hơn ok nhưng mà lỡ nghe mình nhớ là mình phải cắn các con số 4 thì nó mới là tốt còn nếu mà bây giờ mà mình cứ ta 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 ta, ta đi xuống thôi á để để tạo số 4 luôn á cái sóng số 4 thôi á mà số số 5 sẽ không xảy ra nghe không xảy ra luôn á thì nó nó rất là tệ có nghĩa là mình không có một cái sóng hồi lại Ok, à, nó cứ xuống 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 thôi á Thì chuẩn bị cho những con số thấp hơn à, Đây, cái okay. ít nhất là phải trong ở đây Thì nó vậy, ok à, Mua rẻ, bán cao, mua rẻ bán cao Đó là công thức, ok à, Riêng đồng Bitcoin và đồng Ethereum Thì mình nghĩ, nhà riêng Bitcoin Thì mình nghĩ 100, 200 năm tới đây, ngàn năm tới đây à, Nó vẫn còn tồn tại Còn riêng đồng Ethereum Chính ông CEO của Ethereum luôn ra tuyên, tuyên bố là Cái sự thành công vừa rồi của nó đó là khá là bất ngờ rồi nghe thì có thể là nó thành công thêm khoảng cỡ 5 tới 10 năm nữa thôi thì cái đó là cái cái lời của ông ra tuyên bố như vậy mà những cái gì uh, Ethereum nền tảng Ethereum đã làm được rồi đó, thì nó quá bất ngờ rồi không không ông không nghĩ nó nó có thể uh, mạnh và lớn như thế ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái đêm hôm nay nhớ là những con số này nó vẫn chống lớn được đó. thì không có quan tâm tới những con số này bởi vì đây nó đang trọng đây nó đang trọng đúng không nhưng mà nếu mà cắt ngang một 1690 luôn á thì chuẩn bị cho những con số này nè, đó, có thể là 1.500 30, ok, 1.500 30. Ok. Vậy thôi, à, uh, mua vô thì mua từ từ, bán ra thì bán từ từ. Ok. À, uh, mua vô thì mua từ từ, bán ra thì bán từ từ. Vậy thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái 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 đêm hôm nay. Ok. Xin chào mọi người.